Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người đã quay trở lại với Technique Series cùng với Sarah. Hôm nay thì nằm trong chuỗi các bài tập tập cùng với cả booty band để tập mông. Thì ở đây Sarah đang có hai cái dây, màu đen với cả màu cam. Cái này thì là heavy, còn cái này thì là medium. Và hôm nay bây giờ chúng mình sẽ cùng tập một động tác mà mình cực kỳ thích, đấy chính là glute kickback. Thì chúng mình sẽ sử dụng dây dây cam nhé, cho nó nổi. Tại vì là mình đang mặc đồ đen nên là nếu mà dùng dây đen thì sợ mọi người không nhìn thấy. Thì đầu tiên, tất nhiên rồi, chúng mình sẽ cần phải đeo dây vào chân trước đã. Chúng ta sẽ cần một tấm thảm. Setup thì chúng ta sẽ đáp ở tư thế 4 điểm. Hai tay bạn mở rộng bằng vai và chống ngay ở dưới vai của mình. Hai chân mở rộng bằng hông và chống ngay ở dưới hông. Mắt luôn nhìn về phía đầu thảm, xoay vai và mở ngực, đẩy ngực về phía trước và rút rốn vào trong. Đảm bảo là lưng của mình thẳng, tránh bị cong lưng như này nha mọi người. Thẳng lưng này, xoay vai và mở ngực. Từ đây chúng ta sẽ lựa chọn chân trụ là chân bên trái và mình sẽ đạp chân phải lên nha. Bẻ cổ chân, hít vào, mở căng lồng ngực và thở ra, nâng chân phải tách ra khỏi mặt sàn, đạp qua chân lên cao. Thì ở đây mọi người sẽ thấy là phần cổ chân của mình sẽ luôn bẻ. Đó, mọi người nhìn thấy cổ chân của mình đặt vuông góc không? Thứ hai là đầu gối của bạn nếu có thể thì hãy nâng lên ngang so với hông của mình. Xuống hít vào thì đầu gối sẽ không chạm sàn nữa. Và lên thở ra, đạp qua chân đi lên. Trong suốt cái quá trình chuyển động thì toàn bộ cơ thể của mình sẽ giữ nguyên. Mọi người thấy là toàn bộ cơ thể của mình không di chuyển đâu, không lệch trái và cũng không lệch phải. Xuống hít và lên thở ra. Đó, thì Sarah sẽ xoay theo hướng này thì mọi người sẽ nhìn rõ hơn này. Là cái phần chân của mình không chạm sàn nhá. Lên thở, đầu gối không chạm sàn và đẩy lên. Từ đây mình sẽ đi một số những cái lỗi sai mà mọi người hay gặp phải. Cái đầu tiên là tay của mình không đặt đúng chỗ, nghĩa là phần tay của bạn có thể là nhỏ quá hoặc có thể là rộng quá mà nó không thẳng ngay ở dưới vai, hoặc là ở trên cao hoặc là ở dưới thấp. Cái ví dụ một người là tay ở trên cao chẳng hạn thì nó sẽ làm mình bị sụp cái vai như này này. Đó, thì nhớ là tay của mình phải đặt ngay ở dưới vai. Cái tiếp theo là tại sao mắt của bạn phải nhìn về đầu thảm, để bạn luôn giữ phần gáy của mình phẳng, không có bị gập cổ như này. Nếu như mọi người tập mông mọi người gập cổ như này thì mọi người sẽ rất dễ cảm giác bị chóng mặt. Nhớ nha, mắt nhìn về phía đầu thảm. Hai chân của mình phải thẳng ngay ở dưới hông. Có nhiều bạn tập chân bị co lại như này. Khi mà chân bị co vào á thì tự nhiên cái phần bụng của mình sẽ bị lỏng ra, do mình phải kiểu cuộn bụng lại á, nên là mình sẽ cần phải mở ra. Đó, hai chân mở rộng bằng với hông. Cái tiếp theo là khi mọi người tập mông á thì mọi người lưu ý, đây là một cái tips của mình thôi, là mọi người hãy bẻ gót chân ra. Đây mọi người nhìn thấy cái gót chân của mình đằng sau không? Mọi người bẻ gót chân ra. Có một số những cái nhịp cơ bản, ví dụ như là slow thì mọi người sẽ làm thật chậm như này, đẩy lên và hạ xuống. Còn ví dụ như kiểu dứt khoát hơn, nhanh hơn một chút thì mọi người sẽ đạp lên một này và đi xuống chậm. Khi lên thì giữ lại khoảng từ 1 đến 2 giây, đạp nhanh. Cái nhịp này thì sẽ giúp cho chúng ta cảm nhận cơ mông tốt hơn. Chỉ vài cái thôi mình cảm thấy rất là đau mông. Cái tiếp theo á là cái sự cân bằng của toàn bộ cơ thể. Đây mình sẽ xoay theo hướng này cho mọi người xem nhá. Thế như mọi người để ý á, thì khi mà mình nâng chân lên thì cái cơ thể của mình nó không có bị nghiêng, không nghiêng hơn trái cũng không nghiêng hơn phải. Điều này sẽ xuất phát từ phần cơ lõi của mình. Bạn cần phải có một cái cơ lõi khỏe, gồng chắc lên, ấn chặt lòng bàn tay xuống. Nếu như mọi người khi lên mọi người bị lật người sang và lực của mình bị dồn lên cái đầu gối chân trụ á, thì nó sẽ làm cho cái phần chân trụ bị đau. Đó, và thậm chí là gây đau gối hay là lệch vai nữa, thay vì thế mình phải siết bụng lại. Đầu tiên nếu như mọi người chưa cân bằng được thì mọi người cứ làm chậm thôi. Làm chậm thôi thì sẽ dễ hơn rất là nhiều. Đó, làm chậm thôi. Và xuống. Nhớ là động tác này chúng mình sẽ đau ở cái phần mông chân đang đi lên nhá. Và hạ xuống. Trên đây là những cái kỹ thuật của động tác glute kickback và mong là mọi người sẽ thích video này. Nếu như mọi người gặp khó khăn gì nữa thì mọi người đừng quên comment ở phía bên dưới cho mình biết nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.